Video full Nhà Trang Nemo bị tạt mắm tôm lúc 2 giờ sáng 27 Tết. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 1, tức 27 Tết, Trang Nemo bất ngờ đăng tải đoạn clip trích xuất camera nhà riêng kèm dòng trạng thái tạt mắm tôm ở nhà. Diễn biến được ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm này có 4 đối tượng trên 2 xe máy. Sau khi quan sát xung quanh không có ai, một đối tượng nam đã hất thẳng xô mắm tôm vào cửa nhà Trang Nemo, sau đó tất cả lên xe rời đi. Hiện tại, ngoài việc đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội, Trang Nemo chưa có thêm bất cứ chia sẻ nào về vụ việc này. Trước đó, ngày 27 tháng 1, Trang Nemo đã đăng tải đoạn clip xin lỗi sau sự việc xô xát xảy ra tại shop của mình. Trong clip, Trang thừa nhận mình đã sai khi hành xử không đúng mực, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Bắt đầu kinh doanh thời trang được 7 năm, mỗi lần livestream chốt được cả nghìn đơn hàng, kể từ sau vụ xô xát xảy ra ở shop thời trang ngay mặt tiền đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, công việc kinh doanh của Trang Nemo đã bị ảnh hưởng nặng nề. Cô cho biết, có nhiều người phá công việc làm ăn của shop. Những ngày qua tôi bị bom hàng rất nhiều. Ngay từ đầu tôi xác định hành động phía nhân viên mình gây ra có thể gây ra thiệt hại thế này, tôi nhận hết. Nhiều bạn ngoài đặt quần áo rồi không nhận hàng trên Shopee hay fanpage thì còn tự order đồ ăn, thức uống. Nhiều món đồ kỳ lạ khác gửi đến shop của tôi. Đồ ăn, thức uống thì tôi có thể nhận. Những thứ linh tinh khác thì phải từ chối không nhận. Thứ nhất là các anh shipper. Có hôm tôi ra shop, nghe bác kia nói, trời ơi cô ơi, tôi hủy sáng giờ 10 đơn ở shop cô. Hên là tôi biết nên tôi tự hủy luôn.